Ok và hello anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thành Gì đây và chúng ta hôm nay sẽ tục với series đó chính là The Battle Cast nha anh em ơi. Và nếu anh em nào thích cái video này hãy là cho mình một like nhé, một cái comment và một chia sẻ nha anh em. Đó là động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nha anh em. Rồi, tôi đang cố gắng tiến hóa con Ngộ Không. Con Ngộ Không của mình nó lên level 8 rồi anh em ạ. Phải đạn lắm. Thực sự cực kỳ... con thần thò mình level 9 rồi anh em ạ. Khỏe phết đấy. Chẳng xoắn nào đâu nhá. Thần thò của mình vừa không xoắn. Con này level 10 rồi này. Rồi ok, tấn công bạn ơi. Gần hai con này đã đủ gọi là gây nguy hiểm cho bọn nó đấy. Bọn nó XP tăng cường lên rất nhanh anh em ạ. Fire. Ok. Có cái đầu người đúng không? Cái đầu người tôi biết rồi. Mua hai con này để gọi lấy thôi, để gọi là mua con này level 9 rồi, chưa ăn thua. Tôi cần 80.000 để nâng cấp nó lên level 10 anh em ạ. Vãi đạn. Con này level 8 rồi. Khỏe phết đấy, đừng đùa. Vãi nồi, khỏe thế. Bao giờ mình thắng được đây? Đẹp thật sự, bao giờ mới đủ tiền đấy. Nâng cấp lên luôn anh em ơi, lên luôn nào. Tốc độ của này ra nó không kịp rồi để chúng ta ấy anh em ạ. Chạy nồi, Ngộ Không ơi, đây rồi, Ngộ Không lên đây rồi. Tốc độ nhanh hơn nhiều, đánh đỡ phải chờ lâu quá anh em ạ. Mình ghét chờ. Thật sự là mình cực kỳ ghét chờ ha. Không biết anh em nào, tôi ghét chờ lắm. Một đống đệ của nó ra đây rồi. Không đừng có chết nha, không chết được, vấn đề là không thể chết được. Fire bắn. Chết. Không chết. Đấy. Tiến hóa nốt cái con đấy lên cái. Tiến hóa nốt cái thần tho cái cho nó khỏe anh em ạ. Tội gì. Dạ. Con đấy gần như cũng là chủ lực của mình hiện tại đấy. Thần tho lên em ơi. Fire bắn. Xong rồi. Chết mỡ con đấy à. Chết mỡ con chính của chúng ta rồi. Mệt nè. Ôi chết hết rồi. Phải toang rồi, phải toang rồi. Con cái đầu người này, trâu ấy mãi chẳng chết được rồi, đã chết rồi. Lâu thật sự luôn anh em, bình thường đánh một trận này nó cũng mất thời gian lắm. Nhanh cái bạn này, đánh có cái tăng tốc độ cái nhanh hẳn anh em ạ, đánh sướng hẳn, đỡ phải mất thời gian, đỡ phải đợi lâu. Bình thường nó đánh đến mù quýt nên sao được cái trận như này. Đây là trận cuối cùng của cái chapter này nhá. Dễ. Ok. Ui bài 4.000 luôn anh em ạ. 79.000 vãi nồi, còn thiếu tí ạ. Con kia thiếu khoảng 80.000 á. Rồi chết. 80.800 vãi cả nồi. Joe Store này có vài con mèo mà tôi không cần ha. Có thể chuyển qua là kinh nghiệm đấy. Có một vài con như con này này. Headshot for XP ha. Như con này chẳng hạn này. Nếu con này có dùng đâu. Không dùng thì chuyển hết kinh nghiệm cho mình luôn. Đấy, mấy con này. Ace Catch cũng được khoảng 14.000 điểm đấy anh em ạ. Nó sẽ được nâng cấp cái Wallet lên cũng ok ha. Đó, đủ tiền để nâng cấp cho con mèo đấy. Nâng cấp là Upgrade. Upgrade. Đó chính là con Ray anh em ạ. Đấy, con Ray sẽ được nâng cấp lên bạn ơi. Viking, đây là đấy thần thò anh em, mắc cấp má rồi. What?
Đẹp đấy. Cái này là cái gì nhỉ? Đấy thì mình cũng không biết để làm gì. Có mèo là mình đang đang dở nó không nhỉ? À, ví dụ con này chẳng hạn này. Không, con không được. À, bây giờ chuyển qua nâng Uber Super Ray nha anh em. 197.000 vãi đại. Bây giờ nha, mà ví dụ là mình sử dụng cái này, mình mà đổi con này sang thì sẽ được khoảng 470.000 đổi luôn. Vãi đại, cho anh em hóa vàng con kia luôn nhá. Tôi cho hóa vàng con thần của chúng ta luôn nhé. Uber Super Ray, ok, nâng cấp. Vãi lồng 513.000. Vãi cái điểm cuối cùng anh em nhìn cho nó choáng không? Vãi nồi đủ nào được? Đây rồi, đùa anh em ơi. Đùa, biển nâng cấp rồi đấy. Đây rồi. Ui ôi, ngộ không vàng ấy, anh em ơi, cho anh em xem ngộ không vàng nhé. Xem nó bá đạo mức đạo nào nhá. Hóa vàng luôn ạ. Rồi ôi, chất chơi rồi. Nó phê rồi đấy, ui ôi, thần tho. Thần tho vàng, mẹ vả, chết mỡ nó đi anh em ơi. Lấy nào. Ui ôi, thần tho. Vãi lồng ạ, úi trời, thần tho, ui thần tho đẹp quá. Thần tho khỏe quá. Kìa gọi ngộ không vàng nữa, nhờ. Nó làm cái gì đó. Ui, chưa dạ con kìa. Vẫn vả được, chúng ta vẫn đang vả rất tốt ha. Ôi, không tăng tốc độ à. Chết tiệt. Ui rồi, ôi, giá bây giờ sao tắt thế. 2750C. Vãi cứt, cán phát chết luôn ạ. Ảo ma Canada, đúng mông Shizuka. Vãi lồng ạ, cán phát chết luôn ạ. Ảo thật sự luôn. Tôi cần tiền lên khoảng 2k8 ha. Để gọi thần, gọi ngộ không. 2k8 thì lên được khối ấy. 2k8 đố lên được luôn đấy. Bây giờ nó nâng cấp lên thì sao anh em, nhìn trông cũng đẹp à. Dìu vàng dìu bạc. Đây, ok. Đây rồi, ngộ không hóa vàng rồi anh em ơi. Tôi đã hóa vàng được em ngộ không rồi. Đẹp trai thì có người đấy yêu thế bản vàng nha. Ây, vãi nồi, tại sao đánh con đấy? Sao không đánh mấy con kia nhỉ? Hỏi chấm luôn. Vãi nồi luôn. Vãi nồi luôn bạn ơi. Vàng rồi, nó đấm cho như con như thế này. Tốc độ hơi chậm anh em ạ. Thế để đánh mấy cái cửa đầu thì cũng được. Đánh tạm tạm. Hóa vàng cũng không ha. Vãi nổi thế mà không chết. Một gậy của ngộ không vàng mà nó không chết nổi kìa. Ảo chưa anh em? Ảo chưa? Ảo ma Canada chưa? Mày biến đi này. Chết thật, chết ngộ không vàng của tôi. Đánh đi đâu? Đánh cái bíp gì vậy? Không được hiểu. Đánh ai đi. Nó cố gắng đẩy nó lùi về phía sau anh em ạ. Ông ngộ không, ông à, em ngộ không, em đánh đến mù quýt em mới đánh được một chiều. Chuyện là đánh lan. Arena Attack anh em ạ. Ở đây không chết được rồi, ngộ không tôi cũng đánh chết được rồi. Chết. Giờ bây giờ sẽ nâng cấp con gì? À rồi, tôi biết sẽ nâng cấp con gì rồi anh em ạ. Vì mình có hai Uber Super Ray mà. Ôi, vãi nồi đầy mé. Tôi biết nâng cấp con gì rồi. Fire bắn. Tiếp theo là chưa nâng cấp con gì rồi. Có một con là cần để nâng cấp. Cũng là một con Uber Super Ray. Con đấy mà tiến hóa thì sẽ như thế nào ha. Đang lựa chọn để xem bộ không mua thêm con nữa nhỉ. Chưa hồi kịp. Rồi, nhưng mà mình có hai con chính của mình đánh cũng
tốt tốt cũng ổn ổn, và bây giờ mình nâng cấp cái bọn Super Ray mình lên đây. À đẹp. Có 19 nhìn này, không được gấp XP nhỉ. Ok. Đây, bây giờ sẽ nâng cấp quần nào anh em biết rồi đấy. Đó chính là của một Uber Super Ray à. Đói Kubigan. Đấy nồi, nhưng mà con này thì Single Ability. Nhưng mà vấn đề là đây á, Unit Info. À, sao xem được cái traitor nhỉ? À, xem traitor như phải vào trong cuốn sách anh em. Cast Combo List. Cast Emmy. Đây là Normal Cast, Tăng Cast, Ace. Đây là một cái bảng à? Không có bảng luôn. Tôi cứ tưởng là có cái bảng để chúng ta có thể nhìn để ấy chứ nhỉ. Unit info không, chắc phải vào cái cuốn sách anh em ạ. Đây menu này, cast guide này, enemy guys. Đó, có title này còn chưa nâng cấp à? Level 30, ui level 30 mới làm mắc anh em ạ. À, hiện tại chưa mắc đâu. Con này cũng có thể tiến hóa được, con title này tiến hóa đẹp đấy. Mỗi con nó sẽ có 3 dạng khác nhau ạ. Mình còn thiếu con này nữa, normal này. Special mình chưa có con nào luôn, mình không mua special đắt á, đắt tiền. Đây rồi, con này như là dạng 2 rồi. Chính xác. À. Lên dạng 2 ạ, của thần Thor anh em ạ. Con này cũng chỉ ở dạng 2 thôi. Đấy. Ăn lắp được con mèo nào thì nó sẽ cho hết vào đây anh em ạ. Anh em yên tâm là như vậy, cả keo cả khủng này. Đấy, cái này sẽ kiếm cho anh em khá nhiều cái food card đấy chứ. Đấy, card food, đấy, ấn vào đây. Ấn vào những con mèo nào mà nó có chữ new á. Ok, cứ mở khóa là anh em có thêm tiền thôi. Ray. Rồi, lấy lên 100, 198 chứ cũng không phải ít đâu nhá. Mèo ủ su, 5. Super Ray khá nhiều à. Super Ray này, đấy. Không make được, mình phải ấn từng con một anh em ạ. Những con nào mèo mà anh em có rồi anh em thì anh em hãy mỗi con được 5 cat food à? Hay bao nhiêu cat food à? Tôi cần khoảng 300 để mở thêm 2 lần nữa. Nếu đâu được thêm con Uber Super Ray nữa thì quá ngon ha. Ơ chưa, vãi lồng. Đang lấy cái đấy vào đây sẽ được cut food này. Wow. Con mèo mới này nó sẽ được cut food anh em ạ. Nha. Yeah. Rồi, ok. Cày dần dần anh em ạ. Super Ray hết rồi. Uber Super Ray thì mình đang có 2 con Uber Super Ray đấy. Ấn vào đây được thêm 5 cát phút nữa. Đây là dạng thứ 2 của Ngộ Không anh em ạ. Còn một dạng thứ 3 của Ngộ Không nữa cơ. Đấy, dạng thứ 3 cũng không phải level 30 ạ. Vãi lồng. Còn một con Uber Super Ray nữa, nó ở cái hàng cuối cùng của Uber Super Ray sao lắm thế. Đây đây đây. Tôi được tất cả tổng cộng là 2 Uber Super Ray anh em ạ. Con này thì tiến hóa ở level 10 anh em ạ. Ở một level 10 nó sẽ tiến hóa thêm. Mission. Bảy chi su. Assistant là sao? Clear cái state vừa sử dụng cái cast clear, qua một màn challenge cast cloud job gì diesel one là sao, lắm nhiệm vụ lắm. Chắc thứ hai sẽ được 50 cast food anh em ạ. Lấy toàn bộ cái chi xua. Ok ok, cái này hiểu.
2-3 ngày lép ạ. Đấy 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 đấy. Cộng 3.000 XP này, cộng một speed up này, cộng thêm hòm này, cộng 100.000 XP anh em ạ. Cái này là có hàng ngày nha anh em. 10 cái phút Evin Cast level 10. Hả? Rồi về tiến hóa con Evin Cast. Evin Cast là con nào? Evin Cast là con nào ta? Làm gì có The Cast Good, Ninja, Sumo, Samurai, Zombie, Doom Cast, Kung Fu Cast. Oh, tôi có hai con mèo mới này anh em. Có Monaco này, Monaco và con Bean Cast này. Như kiểu là mình unlock. Được, tôi thử xem Monaco ha. Chưa, nhầm mỡ. Nhầm. Monaco nâng cấp khá rẻ. Ui, nâng cấp sau thì Single. Rồi, chúng ta sẽ thử Monaco. Có quá nhiều mèo mới để upgrade ra để gọi là equip. Monaco đâu nhỉ? Bỏ con cá, con mèo đó. Con này còn 99 đồng anh em ạ, rẻ thích nhỉ. Nhưng mà không sợ không đấm nhau được với bọn nó rồi. Tôi đoán là sẽ khó đấm nhau được bọn nó lắm. Chết rồi, vào nhầm à, vào ấy rồi. Quên. 99 đồng à. Ui, Monaco ạ. À. Ôi đang hát dễ thương gớm à. Dễ thương. Khỏe không nhỉ? Không chết ở đâu anh em ạ, Monaco đích chết ở đâu á? Con mèo đặc biệt nó hồi lâu lắm, nhìn xem. Nhìn hồi lâu dã man luôn, thật sự là hồi muốn hồi cực kỳ là lâu. Một con Monaco để sau chắc là cũng tay tèo thôi. Mình nghĩ là cũng không trung trụ được quá lâu. Monaco, ui. Monaco khả năng đánh bật ngược lại ạ. Được phết nhỉ. Ôi Monaco bay vào. Ôi, dễ thương nhớ mà. Monaco ơi là Monaco. Mình thích con mèo đấy à. Dễ thương dã man luôn. Vãi đạn, đánh hơi bị lâu à. Chỉ test như thế thôi nha. Rồi chúng ta sẽ kêu nhé.